Với cái sản phẩm quả La Hán này, khi mà bên em gửi hàng đi cho mọi người ấy, bao giờ cũng phải là bọc thật là cẩn thận để tránh hạn chế tối đa nhất cái trường hợp mà mọi người nhận hàng mà cái quả nó bị giật như này. Đây chính là quả La Hán, một cái sản phẩm mà đang ngày càng được nhiều người biết tới và lựa chọn sử dụng cái sản phẩm này. Đấy, rất là nhiều người đang tìm mua cái quả La Hán này. Thì như mọi người đang thấy là cái quả La Hán đã được sấy khô mọi người nhé. Quả đã được sấy khô rồi, quả thì nó sẽ có hình dạng là nó sẽ tròn tròn như này. Và bên ngoài cái lớp vỏ của quả La Hán thì nó sẽ có một cái lớp lông mỏng. Đấy. Bên ngoài nó sẽ có một cái lớp lông mỏng. Giá quả La Hán hiện tại em đang bán là 350.000 đồng 1 kg. Đấy, hàng 1 kg được rất nhiều mọi người nhé. Một gói như này, một gói này là 5 lạng. Đấy, một túi bên em đóng gói như này là 5 lạng. Một cân thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 60 đến 65 quả. À, với cái quả La Hán này mình dùng để đun nước ấy, thì mỗi lần mình chỉ cần dùng khoảng tầm 1 quả đến 2 quả thôi. Với một cái quả La Hán này thì mình sẽ đun được khoảng 1 đến 1 lít rưỡi nước. Tùy vào mọi người thích là uống ngọt vừa hay là ngọt đậm thì mình có thể là điều chỉnh cái lượng nước cho nó phù hợp. Và cái quả La Hán thì khi mà mình đun nước thì mọi người nhớ là mình rửa sạch cái lớp vỏ bên ngoài này đi. Và mình bóp nát nhé, bóp nát cái phần vỏ ra. Vỏ này mình cũng cho vào đun được nhưng mà mọi người rửa đi. Sau đấy thì mình bóp nát cái vỏ này. Mình bóp cái vỏ ra như này này, để cái lộ ra cái phần ruột như này. Cái ruột này mọi người cũng mình bóp vụn ra nhé. Bóp vụn, bóp nát ra, sau đấy mình cho vào mình đun hoặc là mình hãm nước. Để cho cái chất ngọt ở trong cái quả La Hán này nó được tiết ra hết. Với cái quả La Hán này mình đun thì mình không cần phải cho thêm đường mọi người nhé. Mình không cần phải cho thêm đường đâu. Nó là cái vị ngọt tự nhiên. Đấy, khi là cái nước quả La Hán này uống rất là tốt. Uống giúp thanh nhiệt này, trừ ho nữa. Thế là người có thể là người lớn, trẻ nhỏ đều uống được. Và đặc biệt là với những người mà bị bệnh tiểu đường thì sử dụng cái quả La Hán, nước quả La Hán này rất là tốt. Cái đường, cái vị ngọt của nó là vị ngọt tự nhiên. Đấy, rất là tốt nhá mọi người nhá. Tiểu đường uống được ạ. Thì cái mọi người thấy là cái vỏ của quả La Hán đây, nó khá là mỏng, nó mỏng và nó dễ, nó giòn nhá mọi người nhá. Nó mỏng và nó giòn, rất là dễ vỡ. Thế nên là với cái sản phẩm quả La Hán này, khi mà bên em gửi hàng đi cho mọi người ấy, bao giờ cũng phải là bọc thật là cẩn thận để tránh hạn chế tối đa nhất cái trường hợp mà mọi người nhận hàng mà cái quả nó bị dập như này. Đấy, quả bị dập như thế này thì mọi người vẫn dùng được. Vẫn dùng được, dùng ngay thì nó vẫn thơm ngon như bình thường. Nhưng mà nếu mà mình bảo quản lâu mà mình để không cẩn thận ấy, mình không bọc kín lại thì nó sẽ không được thơm ngon đầu nữa. Thế nên là bên em cố gắng bao giờ gửi hàng cho các bác cũng cố gắng là hạn chế tối đa cái tình trạng vỡ, dập khi mà mọi người nhận hàng. Và với cái sản phẩm quả La Hán này thì bên em ship code toàn quốc, mọi người nhận hàng sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Mọi người quan tâm mua hàng thì liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0868184777. Mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin, nhắn Zalo cho bên em đều được. Ngoài cái sản phẩm quả La Hán này thì bên em còn có bán nhiều các cái loại thảo dược, đồ ngâm rượu và đặc sản Tây Bắc khác. Mọi người quan tâm đăng ký kênh để xem thêm các cái sản phẩm khác của bên em nhé.